Xin kính chào quý vị và tất cả các bạn. Chào mừng các bạn trở lại với kênh Tiểu sử của người nổi tiếng. Trong bản tin ngày hôm nay, chúng tôi sẽ cung cấp cho các bạn thông tin chân dung và tiểu sử của nghệ sĩ diễn viên Hương Dung nhé. Hương Dung sinh ra tại tỉnh Thái Bình, nước Việt Nam. Bà sống và làm việc chủ yếu ở thành phố Hà Nội, nước Việt Nam. Bà sinh thuộc cung chưa rõ, cầm tinh con giáp Chuột Canh Tý 1960. Hương Dung xếp hạng nổi tiếng thứ 92.514 trên thế giới và thứ 10 trong danh sách nghệ sĩ, diễn viên nổi tiếng. Tổng dân số của Việt Nam năm 2023 vào khoảng 102 triệu người. Nghệ sĩ, diễn viên Hương Dung là ai? Nhắc tới nghệ sĩ Hương Dung là nhớ đến một nữ diễn viên kịch và đóng phim gạo cội trong làng điện ảnh Việt Nam. Những vai diễn của chị thường là những nhân vật chanh chua, đanh đá, ghê gớm, mưu mô. Tuy vậy, nhờ lối diễn sắc sảo thông minh, chị đã gây ấn tượng mạnh mẽ với khán giả qua các vai diễn trong phim như Của Để Dành, Chạy Án, Chủ Tịch Tỉnh, Cầu Vồng Tình Yêu. Ngoài việc nổi tiếng là một diễn viên, chị còn là một nghệ sĩ đa năng. Chị kiêm nhiệm với nhiều vai trò khác nhau như phó đạo diễn, tổ chức sản xuất phim, giảng dạy diễn xuất, điều hành nhóm Lồng Tiếng. Thời trẻ khi chưa nổi tiếng. Năm 1973, Hương Dung lén đi thi và trúng tuyển vào trường sân khấu Việt Nam, nay là trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội khoa diễn viên, nhưng do gia đình ngăn cản, chị lại phải tiếp tục ở nhà đi học. Năm 1975, chị nhập ngũ, là lính thông tin của trường quân chính trực thuộc quân khu 3. Trong thời gian ở quân ngũ, chị tích cực tham gia các phong trào văn nghệ và được nhiều người khen. Sau đó, chị thi và trúng tuyển diễn viên vào đoàn Tổng cục Chính trị và chị đã được tuyển thẳng vào đoàn văn công quân khu 3. Tuy nhiên, vì một số lý do chị chưa nhận được thông báo. Chị xuất ngũ rồi tiếp tục ôn thi văn hóa và vào học tại trường trung cấp tài chính kế toán số 1 ở Nho Quan. Vì không hợp, chị đi học tiếp ở trường thương nghiệp. Năm 1978, đoàn văn công quân khu 3 tìm thấy chị và chị làm việc cho đoàn văn công quân khu 3 kể từ đó. Sau đó, chị chuyển công tác sang đoàn kịch nội vụ, nay là Bộ Công an. Tại đó, năm 1985, khi tham gia diễn vai nữ ký giả trong vở Nữ ký giả, chị giành giải huy chương vàng. Chị gắn bó với đoàn nghệ thuật nội vụ đến năm 1993. Năm 1994, chị nghỉ hưu và bắt đầu cộng tác với hãng phim truyền hình Việt Nam. Công việc chính của chị là tổ chức sản xuất phim, làm phó đạo diễn và thỉnh thoảng chị cũng đi diễn. Cuộc sống gia đình. Hương Dung kết hôn với chồng hiện tại là một diễn viên của đoàn văn công quân đội, giờ anh đã nghỉ hưu. Hiện tại cuộc sống gia đình chị rất hạnh phúc, chị có 3 người con: Thùy Dương 1982, Hà Duy 1989 và Phương Minh 1994. Cả ba được coi là sao nhí của màn ảnh Việt khi cả ba tham gia vào đóng phim từ khi còn rất nhỏ. Hiện nay, con gái lớn của cô Thùy Dương từng là một nữ tiếp viên hàng không, hiện tại ngoài thành công trong lĩnh vực đào tạo hàng không. Cái tên Thùy Dương còn được nhắc đến là một MC các chương trình, sự kiện, những phóng sự truyền hình. Người con trai của cô Hà Duy hiện nay cũng đã trở thành một phi công chức vụ cơ phó của hãng hàng không quốc gia Việt Nam. Cô con gái út Phương Minh hiện đang theo học ngành kinh doanh tại trường Đại học Quốc tế Úc. Bên cạnh sự thành công của ba người con, chị còn có một người chồng đảm đang, biết thu xếp và lo công việc nhà cho vợ trong những lần chị đi đóng phim xa. Đó là sự hài lòng nhất của chị về cuộc sống hiện tại. Biến cố cuộc đời của nghệ sĩ ưu tú Hương Dung ở tuổi ngoài 60, người mẹ đáng thương của cơ trưởng Hà Duy. Biến cố cuộc đời khiến nghệ sĩ ưu tú Hương Dung nhiều khi muốn suy sụp. Thế nhưng, sau tất cả, cô muốn nói điều này. Trong mấy ngày gần đây, Hà Duy khiến dư luận xôn xao scandal dương tính ma túy và đang đối diện với mức kỷ luật bị Vietnam Airlines sa thải. Sự việc này khiến nghệ sĩ ưu tú Hương Dung, mẹ của anh, vô cùng đau lòng. Nghệ sĩ ưu tú Hương Dung cho biết Hà Duy ở nhà luôn được gia đình giáo dục và kiểm soát rất nghiêm khắc. Cho nên, sự việc khiến nữ diễn viên buồn lòng rất nhiều. Đó cũng là lý do để cô quyết định không để Hà Duy tiếp tục đi theo con đường nghệ thuật. Nghệ sĩ Hương Dung từng nói về scandal của phi công Hà Duy là một người mẹ, con hư tôi đau lắm chứ. Cơ trưởng Phạm Hà Duy là con trai của nghệ sĩ Hương Dung. Lúc còn nhỏ, anh từng là diễn viên nhí, tuy nhiên sau đó lại theo nghiệp phi công. Ngày 12 tháng 7, cơ quan y tế đã có văn bản xác nhận việc sử dụng thuốc chữa bệnh của Phạm Hà Duy, cơ trưởng của Vietnam Airlines, không liên quan đến chất ketamin được phát hiện trong cơ thể phi công này. Trước đó, mạng xã hội lan truyền biên bản kết quả kiểm tra chất cấm của phi công Phạm Hà Duy, trong biên bản nêu rõ kết quả xét nghiệm của phi công này dương tính với ketamin ma túy tổng hợp. Phi công Phạm Hà Duy đã đưa ra hai lọ thuốc giảm đau không có đơn của bác sĩ. Tuy nhiên, biên bản kết luận hoạt chất của hai lọ thuốc trên không có thành phần ketamin. Sau vụ việc, Vietnam Airlines đã có báo cáo sơ bộ gửi Cục Hàng không. Cục chuyển báo cáo này về cho Phòng Tiêu chuẩn An toàn bay tiếp tục xác minh xử lý. Theo lãnh đạo Phòng Tiêu chuẩn An toàn bay, phi công Phạm Hà Duy đã bị đình chỉ bay để chờ xác minh.
Đối chiếu với các quy định hiện hành về kỷ luật lao động trong ngành hàng không, vị này cho biết Phạm Hà Duy có thể bị cấm bay vĩnh viễn nếu được xác định có sử dụng ketamin. Trước khi trở thành phi công, Hà Duy từng là diễn viên nhí tài năng và được công chúng yêu quý. Anh là con trai của nghệ sĩ Hương Dung, một trong nữ diễn viên gốc Bắc gạo cội. Nghệ sĩ Hương Dung từng chia sẻ, trong các con, người khiến cô tốn nhiều nước mắt hơn cả là cậu con trai thứ hai Hà Duy. Nhiều người cứ nghĩ, Hà Duy là con trai duy nhất trong nhà, lại giống mẹ nhiều thì dễ được mẹ yêu chiều hơn so với chị và em gái. Nhưng Hà Duy là người bị ăn đòn nhiều nhất. Bởi nữ nghệ sĩ cho rằng, cô không có suy nghĩ yêu con là chiều con. Chăm con, hết lòng vì các con thì đúng là hiếm có người bằng nhưng kèm theo đó là sự nghiêm khắc của cái đầu lạnh cũng hiếm có. Nghệ sĩ ưu tú Hương Dung thuộc lớp diễn viên kịch và đóng phim gạo cội trong làng điện ảnh Việt Nam. Nhắc đến cô, người ta sẽ nhắc đến những vai diễn trong các bộ phim như Chạy án, Chủ tịch tỉnh, Người phán xử. Nét đài các, sang chảnh của nữ nghệ sĩ trong các vai diễn của nghệ sĩ ưu tú Hương Dung đưa hình ảnh của cô gắn liền với vai diễn những người phụ nữ quyền lực trong suốt một thời gian dài. Thăng hoa trong sự nghiệp nhưng cuộc sống của nghệ sĩ Hương Dung lại có phần khá kín tiếng. Ít ai biết, nghệ sĩ ưu tú Hương Dung từng trải qua khoảng thời gian khó khăn, vướng cảnh nợ nần vì tin tưởng bạn bè. Cô nghẹn ngào xúc động, tôi thấy trời dường như thử thách tôi, để tôi phải gồng gánh người này cho đến người khác. Đôi lúc nhìn lại tôi thấy phục mình. Chưa dừng lại ở đó, nữ diễn viên bày tỏ thêm, tôi từng rất xấu hổ vì mang nợ. Sở dĩ nói thế vì tôi phải vay khoản khác để trả cho khoản này. Nhưng số nợ đó trời ơi đất hỡi chứ không phải do tôi đi vay. Đấy là nỗi ám ảnh và khổ sở của tôi. Hương Dung cho biết, số nợ này cô đứng ra bảo lãnh cho một người bạn thân vay. Tuy nhiên, khi người này hết khả năng chi trả và bỏ đi, cô bỗng nhiên trở thành người bị gán nợ do trước đó đã đứng ra làm tín chấp với phía chủ nợ. Nợ tự chuyển từ người này sang người khác, tôi chỉ đứng giữa mà phải gánh chịu khoản nợ đó, nghệ sĩ ưu tú Hương Dung kể. Theo nữ diễn viên, đây là giai đoạn mà cô ám ảnh, khổ sở nhất trong cuộc đời. Vừa đi làm, vừa lo gia đình cùng với nỗi lo chữ nợ luôn treo trên đầu khiến cô không có giây phút nào được thảnh thơi. Vì thế mà cô tích cực phải chạy show, đóng phim bền bỉ, không dám nghỉ ngơi phút nào. Số nợ ám ảnh đến mức khiến cô phân tâm, lúc nào cũng chỉ nghĩ về nợ nần. Vì số nợ quá lớn, Hương Dung từng nghĩ đến việc bán ngôi nhà 6 tầng mà cả gia đình cô đang sở hữu. Không ít lần, cô phải năn nỉ các chủ nợ xin được trả chậm vì không còn đủ khả năng. Cuối cùng, sau bao nỗ lực, nghệ sĩ Hương Dung cũng trả dứt nợ sau nhiều năm. Nữ nghệ sĩ kể ngoài nỗ lực bản thân, cô còn có sự hỗ trợ từ phía gia đình cùng đồng cam cộng khổ. Đến hiện tại, sau những đau khổ vì biến cố nợ nần, nghệ sĩ ưu tú Hương Dung đã vượt qua để có cuộc sống bình yên bên gia đình. Ở độ tuổi ngoài 60, cô vẫn miệt mài với công việc, thậm chí còn làm thêm nhiều việc khác để trang trải cuộc sống. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý đón xem. Nếu thấy hay hãy like video và đừng quên nhấn đăng ký kênh Tiểu Sử Người Nổi Tiếng để được cập nhật liên tục những video mới nhất về tiểu sử người thành công và nổi tiếng khác nhé.